Chào mọi người. Hôm nay em lên đâu? Lấy kim được rồi. Đây là Lotte 3 hiệu size 450 nhé. Cái này 300.000. K1 300.000. Tiếp theo cái thứ hai, cái này còn hít nhá. Size 450 này. Cái này 300.000 nữa. K2 300.000. Tiếp theo cái này Mitsubishi 450 nhé. Rồi cái này 300.000 nhé. Rồi cả 300.000. Tiếp theo cái này 350 này, nhiều Heavy Mitsubishi nhé. Rồi cái này 200.000. Cá bồn 200.000. Tiếp theo cái bấm mở nhá. Cái này hết mở là mọi người mua cái túi mở khác nhé, bỏ vào. Này 220.000. Nó đang còn mở trắng lắm. Khá là nặng. Hơi cá 5 220. Tiếp theo ba cái này mọi người. Một cái mỏ quà nhé. Một cái đôi chuột 1721. Một cái kẹo nhé. Ba cái này 150.000 nhé. Hơi cá sào 150.000. Tiếp theo hai cái móc để nẹp nẹp cạp nữa mới nó hiểu rồi đấy nhá. Một cái ni này. Cái này 220.000.
27 220.000. Tiếp theo bán cái này một cái dùa. Vừa dùa gỗ vừa dùa sắt này. Này cái cắt cạp này. Hơi mềm mọi người. Hơi mềm á. Cái đôi chuột 17 21 của shop mới. Bán cái này 150.000 nhé. Con này mẹ, con này mẹ, con này mẹ đấy con. Người ta tạm 150.000 nhé. Đây. Tiếp theo một cái kim này. Phụ gia size 18 nhé. Thấy cần. Một cái tu vịt BH1, một cái BH2, một cái BH3 nhé. Này 130.000 nhé. 130.000. Hai cá chỉ 130.000. Tiếp theo cái kẹp này. Kẹp này 6 nhá. Gầy này. À, cái này 50.000 nhá. 50.000. Nó ra 25 á. Thơ ca 10 50.000. Tiếp theo cái đó bùa đọc vô một cái bả này. Thế mẹ nhà này. Rồi 140.000 mọi người. Thơ ca 11, 140.000. Tiếp theo cái này kỳ bá hiệu bếp nhé. Rồi, này 140.000. Ngồi về đây. Dạ. Thơ ca 12, 140.000. Tiếp theo cái mọc quà hiệu tộp này. Ở cá 13 70.000. Tiếp theo một cái bông cột này. Một kim mọc quà này. Nhiều tộp luôn á. Thằng hết tay.
một cái dừa nhé. Đây, 150.000. Hai cam 14 150.000. Ra cái dùa này, cá tốn này, cái mỏ quà hiệu tộp này, rồi này 150.000 luôn. Cá 15 150.000. Tiếp theo bộ mắc cạn cái một nhá. Nhiều đốc vũ. Rồi. Này 130.000 nhá. Thời cá 16 130.000. Tiếp theo một cái cao này, một cái tuộc dây điện hiệu Hồ Gián này, một cái cao này này. Rồi bán cái này 150.000 nhé. Đây 150.000. Thời cao 17 150.000. Đây cái đầu nhỏ lắm đó. Tiếp theo một cái búa gảy cáng này, cái dùa này, cái vịt này, rồi 350.000 nhé. Thời cao 18 150.000. Khóa này mọi người, khóa này lên 6 nhé. Đấy, cái khóa này nhé, khóa mà lên trên. Tiếp theo có cái thước này, này 90.000 nhé, nó nhỏ lắm. Hai cá 19 90.000. Này tiếp theo gọi dao gấp này, phải rổ nhé. Cao sơn, cái này 170.000 nhé. Dài càng dài rồi.
K20 170.000. Tiếp theo còn cái giá này, cái này bị gãy sao đây này, gãy một cái sao đây, nó có bồn mòn lắm. À, 80.000 mọi người, 80.000. Cái này bị gãy, gãy cái đầu này này, cái 180.000. Tiếp theo cái vịt này, này hiện xuất bất lãn nhé, mất cái mũi vịt sau này này. À, cái này 70.000 nhé. K22 70.000. Kéo giá rừng này, nó dập cận cái này. Dài 15, bảng là 5,5 phân. Này 150.000. Nặng 7 lượng. K23 150.000. Tiếp theo cái cào này, cái số mạt nhé, cái này 190.000 nhé. Dài khoảng 22 này, ngang này khoảng 80 này. Thời cam 24 190. Tiếp theo cái này này, cái này nhỏ hơn này, cũng hiểu số mạng luôn nhé. Này dài gần 16, ngà này 60 nhé. Này 140.000. Ngoài có lá nữa. Lá nữa. Nó cái lắm 140.000. Tiếp theo các cạp này, cái này cắt được cạp 5 ly nhé. Giờ mới sẽ xế này. Không mè, không di hình nhé. Rồi cái này 170.000. Hơi cái sao 170.000. Thì em có cái quả này, cái này 11 chứ, lắc lẻo này. Rồi này 90.000 nhé. Rồi cái 79.000. Tiếp theo cây mi hải này của set, rồi cái này 90.000 luôn. Cái này hơi cũ hơn cái tế, xấu hơn cái tế thì cái 89.000.
tiếp theo cái bùa này, cái này ố hạc nhé, của hạc nằm một cái bá này. Này cái này 170.000, vỏ hơi chay này. Bài động đà bài. Ừ. K29 170.000. Một lần xài để trình bao nhiêu thì trẻ cái cào này, cái này 300-120 nhé. Cái này nhìn mỏng mắn nhé. Cái này 170.000. Hơi cao 30-170. Kịp theo cái bùa này, này mọc đáy á, một cái bà 50 này. Rồi cái này 150 nhé. Hơi cao 31, 150. Xèo cái này chữ đấy đọc dù á, cái này 90.000. Hơi cao 32, 90.000. Tiếp theo cái men cái nía này, mở gãy này. Mày ở bây giờ 58 nhé. Mày em còn 3 cây thôi. Hơ ca 33, 140.000. Tiếp theo bộ bá kim này á, xe nhỏ á, dài 15 này, cái này dài 13 này, cái này dài 15 luôn. Rồi bá cái 100.000 nhé. Hơi cá 34, 150.000. Tiếp theo hai cái này này, cái kim cắt này, hơi hở. Kim mở phé này. Dài 12 á, hai cái 70.000. Rồi cá 35, 70.000. Tiếp theo cái rêu này, dài nhé. Ngang là 16 luôn này. Cá là 12. Cái này 160.000 nhé. Nặng 1,2 mọi người ạ. Thôi cá 36, 160.000. Thịt thì em có cái bùa không có chỉnh ghi hiệu dệt nhé. Rồi cái này 130.000 nhé. Con chốt nếm 51.
Hai ca 37 150 nghìn. Tiếp theo có cái quả này, quả này khóa 8 nhé. Rồi, cái này 80. Nhà mình bán này 80. Thơ cả 38 80. Tiếp theo cái trình lời cửa hiệu số mạng. Này 190.000. K 3.190.000. Tiếp theo là dao mới. Còn vài cây nữa là hết hàng rồi. Tổng dài 22. Lưỡi là 10 nhé. Bả là bả, dài 3 lý. Dài. Có đó, trong hộp đó. Có đó, hộp nguyên quán đó. Có trường nữa. Này sắc lắm. Cái giặt 40 và 590 nhé. Tiếp theo một lệch lớp tớ 250. Hết cân. Cái này 90 nhé. Cân á. Ít trơ lắc lắm á. Thơ cá bụng 1, 90.000. Bỏ bang lên nhé, hết hàng đó. Tiếp theo cái lưỡi. Lưỡi rửa. Thấy mẹ nhè đấy. Lưỡi dài 12. Bảng là 5.5. Dài 6 lý. Nặng 3 lần rưỡi đấy. Này 150.000. Thơ cá bồng 2 150.000. Đây. Thế em lấy rùa. Rùa này nha. Chưa sai luôn á. Nhiều mìn. Nhiều mìn thôi, nhiều mìn. Cái rùa vuông này. Rùa gỗ này. Rùa nhỏ này. Rùa vừa này. Rùa dai này. Bộ này 5 cây luôn á. Này nhìn chậu thôi. Nhưng thực chất là nó chưa sai nhá.
cái này 180.000. Cái da của nó đấy. Cá bồng bá 180.000. À, thì ta bán cái này này, cái này lưỡi này, hai cái mìn này. Nhiều ở đây nhé. Này cá nó đá. Này của Nhật. Cái dài 24. Cái dài 20. Hai cái 20. Một trăm mười nghìn mọi người. Ba cái chuột. Hơi gá bồng bột 100.000. Thịt téo này, ba cái, hai cái bánh dòng nháo này, cái khả nữa này, bằng ba cây luôn. Ba cái chưa sai đó. À, và cái 81 nữa. Một cái da 25, hai cái da 20. Rồi cá 45, 150. À, thì em bạn 5 cái này luôn nhé. 5 cái da 20 nhé. Dù nhạc hết nhé. Mấy cây mìn nè, mấy cây sọc. Nằm cái này 160.000. Thôi cá 46, 160.000. Cỏ giao tiền. Dạ 22. Này 6.000. Cái pin này để gai phải không? Cái máy 7, 60.000. Bố đây nè. Tiếp theo cái đồ hàng. Hàng này hàng sắt nữa. Được mấy cái này. Nhỏ nhé, dài 20 đó, hai lý, quang này hai lý, hai mươi nghìn. Rồi cá 48, 20.000. Tiếp theo lên 10 khoáng nhé. Tâm giả 2,5 rưỡi 1 bộ.
mọi người xem được bộ nào thì lấy bộ đó. Đây bộ đầu tiên này, bộ đầu tiên này. Từ 10 11 lít trở xuống nhé. Rồi. Rồi cá 49 ám rồi. K50 này. Nay mùi to nhiều ấy. K50 250. K51 250. Năm hai này. Em cân sắp xỉ nó nặng gần 5 lượng giống nhau hết á. Hơi cả 52 250 nhé. Năm ba này. Nay thì mùi mưa trở xuống. Thời ca 53, 250. Bên nặng hơn nhé. Bên nặng hơn, đấy, vì đó. Đây 250 lắm. Cả mùi 11 trở xuống. Thời ca 54, 255. 55. Này là nhiều kích cỡ. Cả 55, 250. Nè. Nay 28 mọi người. 28 nhé. Nay mùi nhiều hơn. Hơi ca 56, 28 nhé. Không có bánh xe nhé. Bánh này sẽ là 75 x 48 này. Hàng của nó đấy nhé. Nó cao cỡ 10 phần đó.
hơn 10 phân tích. Rồi. 4 ghi bạc, 4 ghi 2. 4 ghi 2. Nó lạc được một cái có khóa này. Còn 3 cái không có khóa nhé. Một bộ hết này. À, 2.5. Món này 2.5 mà ngắt. Hơ cá 57, 250.000. Hơ cá 58 này. Này ý 75 nhé. Hiểu nó là ý 75 này. Thống số của nó là 75 nhân 38 nhé. Bán 75, cá 38. Tổng chiều cao của nó khoảng 10 phân rưỡi đó. Rồi, bộ này 240 mọi người. Nặng 4 kg luôn nhé. Hơ cá 58, 240. Tiếp theo bộ này này. Hiệu đen xén như thế này. Đường kính khoảng 7 70, dài 4 phân, hơn 4 phân nhé. Rồi bộ này 220 nghe. Hơ cá 59, 220. Tiếp theo bộ này này. Logo hình chiếc búa này. Này là 75 x 35 nhé. Cá là 10 phần nhé. Này 140. Thơ cá 60, 140.000. Tiếp theo có bồ này. Bộ này hiểu bán kính cắt tớ này. Sai 100 x 38 này. Mấy này thì về bóc ra thôi. Về bóc ra thôi. Bộ này 280 luôn ấy. Hơ cá 61, 280 luôn. Tiếp té bộ này. Bộ này hiệu cắt tớ này. Thành kinh cắt tớ. Sái 65 x 36 nhé. Cá khoảng 9 phần á. Rồi.
Rồi, bộ này 254 nhá. Bộ này 254. Hơi cá sấu hải 24 ml. Tiếp theo bộ này này. Bộ này hiệu pháo lê dưới đây này. Có số thứ tư này. Pháo ly dưới đây. Đường kính khoảng 70. Dài khoảng 4 phân rưỡi. Bụng hơi cá sấu 3 250 ml. Tiếp theo bộ này hạt sáu này, hơi nhắm nhẹ 3 x 2 như đây. Đường kính khoảng 70 nhé, dài khoảng 4 phân 4 lý. Gần 4 ký tứ. Này bọn này 256 nhé. Bọn này 256. Hơi cá sấu tứ 256 ml. Tiếp theo bộ này này, bộ này nặng nhé, bán kính cutter này, tổng số của nó đi. Sáu lắm nhân 48 nhé. Rồi bộ này cực nặng luôn. 5 ký 6. 5 ký 6. Rồi bộ này 3 4 mọi người. Dây nặng nhé. Dây nặng. Hơi cá sấu lắm, 3 4 ký. Tiếp theo bộ này này, bộ này nhỏ, năm phân rưỡi nhé, dài 4 phân, gần 4 phân. Cá khoảng 9 phần đấy. Bộ này 200 nghìn. Hơi cá sấu 200 nghìn. Tiếp theo bộ này, bộ này hải quả hải không quả nhé, này hàng ngũ cái, đường kính là 15 này,
lên kính 55 á. Tổng chiều cao là 19 nhé. Đây, này bộ này 350.000. Bộ này nặng 6 kia. Bộ này cỡ 6 kia rưỡi mọi người. Thơ giá 67 350.000. Tiếp theo bộ này này. Bộ này là 150 nhân 40 nhé. Này dài 6 lý. Tổng cho cáo gần 19. Bộ này 1 triệu mọi người. Một bánh nó nặng 4,5 kg nhé. Một cái nặng 4,5 kg này. Này cứng ngắc, không rơ lắc gì đó. Cứng ngắc. Nó chạy bằng cái loại gì á. Thơ cá 68 1 triệu nhé. Về làm hàng nặng. Cứng ngắc. Tiếp theo bộ to nhé. Bộ này này, to này. Đường kính là khoảng 19 nhé. Dài khoảng 3,5 phân. Hơn 3 phân. Nó hàng như hàng kia đó. Cái này dài 6 lý này. Rồi. Này nặng 5,5 kg một cái nhé. Đấy mọi người. Nhân bộ nó. Nhân bộ nó. Nhân bộ. Bộ này triệu 2 mọi người. Bộ này triệu 2 nhé. 200 x 42. À, nó thông số đây. Cứng lắm á. Loại này cứng. Đây. Hơi cá 69 1 triệu 2 nhé. Rồi video của em đây kết thúc rồi. Chào mọi người nhé. Hẹn mọi người clip tiếp theo.